Hôm nay mình sẽ thông báo cho quý vị biết là Sanmo là một cái trang web đang lừa đảo, ăn cắp thông tin của người dùng và lừa gạt để cho vay nặng lãi. Đây là trang web xưa Sanmo, thì hiện tại mà vô cái trang web này á, nó không có vô được. Nó gọi phone cho mình hình như là tuần trước hay tuần tuần nào á, thì lúc trước thì mình có mượn tiền ở đây và mình dùng để cái tiền đó để phóng sanh cá. Lúc đó mình mượn 6 triệu mấy á, mà trả thành 10 triệu mấy trong vòng một tháng á, thì mình không có dùng nữa. Thì cái bên này nó lại tiếp tục gọi cho mình, nó nói là mình vay tiền của nó là 12 triệu mà mình không trả. Thì mình nói tôi không có vay, tôi không biết gì hết, mà nó có cái hình chụp của mình. Thì nó lấy cái hình chụp này nó đăng đi lên cái trên group nào hay ở đâu đó, nó gửi cho người nhà mình, bà con của mình này kia. Nó nói là mình mượn tiền nó 12 triệu mà không trả, mà bây giờ nó lên tới 20 mấy triệu đó. Đây là một cái hình thức lừa đảo mà tôi không hiểu tại sao luôn á. Rồi nó lấy cái hình, cái chứng minh nhân dân đầu tiên của mình đó, mình đăng ký bên đó đó, nó đăng lên trên mạng, nó thông báo như vậy. Thì cái trang web này của nó là hoàn toàn là bị lỗi nha quý vị. Trang web này của nó là bị hacker tấn công rồi. Nó không có vô được cái trang website đâu. Hồi nãy là mình duyệt bằng cái trình duyệt mình nó lưu lại rồi, mình chấp nhận cho nó vô rồi nên giờ nó vô được, chứ trang web này bình thường vô không được. Thì quý vị cẩn thận vay tiền ở bên Senmo nha, senmo.vn đi trên mạng thôi. Đó, vay tiền bên nó mà không vay nữa đó, nó vẫn cho mình vô cái tình trạng là mượn nợ nó mà không có trả nha, quý vị nhớ nha. Rất là khủng khiếp. Và nó còn lấy cái hình chứng minh nhân dân của mình đó, nó đăng lên chỗ này chỗ kia cho bạn bè mình, nó nói là mình vay tiền của nó này kia, nó xạo ghê không. Thì hôm nay tôi biết như vậy, và tôi cũng không biết là cái nó bị cái này là bị hacker hay sao đó, và nó làm tôi trở thành con nợ của nó, mà tôi cũng đâu có mượn tiền nó đâu mà tôi trở thành con nợ. Thế nên mà tôi mượn tiền nó, tôi đã trả lãi rất là nhiều rồi. Mượn 6 triệu mà trong vòng một tháng mà mình trả thành 10 triệu, 10 triệu mấy, nếu mà mình trễ một ngày nó lấy lên mình lên lời mấy trăm ngàn gì đó. Rồi mình trả nó rồi mà giờ nó cho thành mình thêm món nợ mới nữa. Thì đây là cái cách làm việc của bọn lừa đảo cho vay nặng lãi. Nên quý vị gặp nó thì né nha. Rồi, thông báo như vậy. Mượn 6 triệu phóng sanh cá đăng chuồng đó mọi người, phóng sanh cá đăng chuồng nhiều tiền luôn.